Theo đề xuất này, thì việc Bộ trưởng Bộ Công an có địa chỉ Facebook sẽ giúp người dân dễ dàng truyền thẳng cho người đứng đầu ngành những hình ảnh như nhà xe mỗi khi tới chốt cảnh sát giao thông chỉ mất 5 đến 10 giây lại lại lao vun vút, xe chở quá số người quy định, chở quá tải mà vẫn tham gia giao thông bình thường. Tại một số diễn đàn trên Internet trong ngày hôm qua, nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này khi cho rằng đã có những nước lớn trên thế giới áp dụng và phát huy rất hiệu quả. Theo ông Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an, hiện Bộ đang chỉ đạo chặt chẽ các lực lượng phải thực hiện theo pháp luật và sự giám sát của nhân dân. Người dân nếu phát hiện trường hợp sai có thể phản ánh qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt và các tỉnh thành. Trong 6 tháng đầu năm 2013, đã có trên 20 cảnh sát giao thông có vi phạm về quy trình, nhận tiền tiêu cực cũng bị xử lý nghiêm túc như chuyển khỏi lực lượng hoặc xử lý trước pháp luật. Cũng liên quan đến các sai phạm của cảnh sát giao thông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường mong muốn người dân trở thành những người giám sát chặt chẽ nhất. Với các vi phạm của đăng kiểm viên trong quá trình kiểm định chất lượng xe ô tô, thì người dân hãy gửi thông tin về cơ quan chức năng để xử lý. Qua đợt kiểm tra vừa rồi, Bộ Giao thông Vận tải đã dừng hoạt động 4 trung tâm đăng kiểm, xử phạt 29 cán bộ đăng kiểm, đưa ra khỏi dây chuyền 3 cán bộ.